Chào tất cả mọi người. Hai video trước mình đã giới thiệu về đảo Nhất Từ Sơn, nằm trên vịnh Xuân Đài của tỉnh Phú Yên. Giờ đã đến lúc tạm biệt vịnh Xuân Đài, tạm biệt đảo Nhất Từ Sơn. Mời mọi người cùng nhìn lại con đường ra đảo Nhất Từ Sơn lúc thủy triều xuống. Và khi mình trở về để tạm biệt đảo Nhất Từ Sơn, thì thủy triều cũng bắt đầu lên. Và chỉ cần chờ đợi chút nữa thôi, thì con đường ra đảo sẽ không còn. Mời mọi người cùng xem video nhé. Lên phía bên ngoài. Đó, phía trước mọi người là đảo Nhất Từ Sơn. Và con đường qua biển khi thủy triều xuống. Mình đang tới giữa rồi đây. Mình đã tới đảo rồi đây. Đây mình nhìn vào đất liền, từ đảo mình nhìn vào đất liền. Con đường giờ bắt đầu nước lên dần rồi này. Mình không muốn đi cano, mình muốn lội bộ thì giờ lo lội. Nước cỡ này thì có thể lội được. Rồi, mình đi đây. Chắc ngồi mà ngồi nghỉ đây tí nước dâng cao lội không được thì phải kêu cano, thì tất nhiên cano không tính trong tiền vé rồi, nhưng mà mình muốn lội bộ. Vỏ ốc rất nhiều, đi chân không rất sợ, nhưng mà từ từ đi, sợ chém đứt chân á. Sợ mình chờ tí nữa thì lội không được, phải kêu cano. Cano thì tính tiền trong tiền vé rồi, nhưng mà mình thì mình muốn tạo cái cảm giác lội qua. Mình định nghỉ ở bên đảo tí nữa rồi về, nhưng sợ nước lên cao quá. Cảm giác thật tuyệt vời.
Nước mực nước đây thẳng lên cũng từ từ thôi. Đó, mực nước lúc mình đi qua đây khoảng 11 giờ thì sóng á, sóng từ bên tay phải mình đập vào, sau đó từ bên tay trái đập vào, nó kéo tất cả cát nè, vỏ ốc nè, đá nhỏ nhỏ á, dồn lại phía thành một cái đường. Đó, rồi bên này sóng bên này qua. Ồ, vỏ ốc chém đau chân quá. Mình không dám đi bên đây, vỏ ốc rất nhiều, đi bên đây thì càng hơn, nó vỏ ốc rất nhiều đây, nó kéo theo cả cả rong rêu cả chứ gì. Cái này rong rêu hay tảo rồi gì, biển rồi gì đây mình không biết, cái này mình dở lắm. Đi chân không nè. Ừ, hơi đau chứ nhưng mà sợ ướt dài. Mình chưa có kinh nghiệm đi. Người ta đều mang dép đi ra, mình mang giày sợ ướt giày cho nên đi chân không. Hơi đau tí nhưng mà ráng thôi. Đi từ từ đi. Rồi, gần tới bờ bên kia rồi, mừng quá. Thôi có lẽ đứng đây chụp thêm một tấm hình nữa. Đây mình quay ống kính lại cho mọi người thấy từ hướng này nhìn ra đảo. Giờ con đường đã bị xóa sổ. Đó, con đường gần như không còn nữa. Vào lúc 11 giờ. Rồi mình đã qua tới bờ.
nhìn lại lần cuối trước khi lên đường đi một điểm khác. Rồi tạm biệt đảo Nhất Từ Sơn. Giờ là gần 12 giờ trưa rồi. Mình di chuyển ra quốc lộ 1 và tiếp tục cuộc hành trình. Hẹn gặp lại. Đây hình ảnh buổi trưa. Hình ảnh buổi trưa tại Nhất Từ Sơn. Đảo Nhất Từ Sơn. Giờ có lẽ mình di chuyển ít nhất là một tiếng rồi mình mới nghỉ. Mình chuẩn bị ra lại quốc lộ 1 và tiếp tục đi cuộc hành trình ra Bình Định. Mình ra quốc lộ 1. Cái đường rẽ ra là ngay chỗ dốc Giang